có thể là các bạn thường dùng nhưng các bạn không hiểu. Đây tức là gì đây? Định kiểu cái thẻ input. Đấy. Nhưng bởi vì ở đây chúng ta có mấy thẻ input. Thấy không? 3 thẻ input. 1, 2, 3. Trong đấy có hai cái thẻ input này cùng cùng gì ạ? Nó cùng biểu giá thôi. Còn cái này là có tần đúng không? Thế nên ta phải chúng ta cũng lấy chỉ rõ là cái thẻ input, nhưng chỉ có những thẻ input nào có thuộc tính thai là thẻ text thôi, đúng không?